Tất cả các Phật tử chúng ta còn nhớ đó, là có bốn điều. Khi mà chúng ta muốn tu cho nó có kết quả thì thứ nhất là cái thân chúng ta phải được an. Thứ hai đó là cái tâm chúng ta được an. Thứ ba đó là cái miệng chúng ta được an, gọi là thân, khẩu và ý. Và tới cái thứ tư là tất cả những cái ý niệm tốt của chúng ta mà chưa làm được thì chúng ta để lại đó. Tại vì đôi khi tất cả các Phật tử mình muốn làm việc tốt chứ không phải việc xấu, thể làm được thì nên để lại đó. Thường ta bảo là lực bất tòng tâm, mình muốn như vậy đó mà mình không thể làm, thì đợi khi nào làm được đó, thì chúng ta mới làm. Cho nên đó, ở trong Kinh Hoa Nghiêm Đức Phật dạy chúng ta đó, khi tu chứng được sáu pháp ba la mật rồi, đương nhiên những người mà tu được năm pháp ba la mật đó, thì thường thường đó, cái công đức tu được cũng chưa bảo đảm. Cho nên các Phật tử nhiều khi thấy chúng ta làm quá nhiều việc tốt đi, mà tới cuối cùng là cái quả xấu nó về ta. Cái đây Đức Phật ví như là năm pháp ba la mật mà ta tu. Cho nên có những người chỉ mới tu một pháp thôi, nghe nó bố thí thì mình ham, nghe này là phước, phước lớn nhất. Nghe mấy thầy nói là muốn thành Phật thì phải bố thí, đó là cái chuyện chính. Rồi cái mình lấy cái hạnh bố thí là chính. Nhưng mà bố thí cho đến hết tài sản rồi, rồi tới luôn cả sanh mạng nữa, sao thấy Đức Phật Ngài bảo là tiền thân Ngài bố thí luôn cả thân mạng được, mà mình bố thí là mình không được gì hết. Cho nên cái chỗ này là cái sai lầm của mình, là vì thiếu cái ba la mật thứ sáu, ta gọi là trí tuệ. Cho nên Đức Phật nói là Ngài khác hơn mọi người ở cái chỗ bất cứ việc nào Ngài làm hay là Ngài nói hoặc là suy nghĩ đó, ba nghiệp đó là đều có trí tuệ chỉ đạo hết. Là vì không có trí tuệ cho nên gọi là vô minh chỉ đạo, do tham vọng chỉ đạo cho nên ta làm theo cái tham vọng của ta, làm theo cái ý nghĩ của chúng ta nữa, thì nó kết quả chắc chắn là không bao giờ tốt nữa. Vì vậy đó mà cái trường hợp cái chính đó, lúc bây giờ Đức Phật khuyên chúng ta đó, nên có trí tuệ đó. Mà khi có trí tuệ rồi đó, lúc bây giờ chúng ta mới thấy được cái việc đáng làm, cái việc không đáng làm, cái người nên gần gũi và người nên tránh đi, chứ không phải là ai chúng ta cũng có thể gần được. Việc nào chúng ta cũng làm được, không có. Có việc ta làm được mà có việc ta không làm được. Có người ta nên gần gũi ta tu mà có người ta nên. Tại sao ta làm không được? Tại vì ta thiếu phương tiện ở trong tay. Cái phương tiện, nếu phải có phương tiện thì làm được, mà không có phương tiện thì không làm được. Đây các Phật tử nên biết. Tại vì cái phương tiện thứ nhất là gì? Thầy thí dụ để các vị dễ hiểu đi. Tức là cái thứ nhất là chúng ta muốn bố thí thì đương nhiên ta phải có tiền trước, phải không?
Thầy muốn bố thí cho người nghèo là ta phải có tiền, chúng ta có của, ta có thức ăn, thì lúc bây giờ đem bố thí chứ. Ta muốn nhưng mà bây giờ tiền ta không có, thức ăn ta không có, thì cái này không thể làm được. Cho nên tiền, thức ăn là phương tiện. Cái thứ hai nữa là ta muốn hướng người, thì lúc bây giờ ta không biết thêm cái ta muốn dạy người, thì trước mình dạy mình trước. Mà phần nhiều nữa mình không dạy mình mà mình cứ dạy người thôi, thì chắc chắn người ta không nghe đâu. Cho nên nhiều khi đó chúng ta làm cha làm mẹ rồi, đôi khi chúng ta trở thành cực đoan. Tức quá tôi nói nó không nghe, phải không? Tôi nói mà con tôi nó không nghe, tức không? Đây là việc sai. Tại đây là cái việc không nên nói, mà mình nói là này hỏng rồi. Cho nên người khôn chút đó, ngày xưa đó, ông bà chúng ta sao? Biết mình dạy nó không được, thì bây giờ mình coi người nào dạy nó được đó, mình đem mình gửi cho người đó dạy nó. Tại người đó nói nó nghe, mình nói nó không nghe. Đấy. Cho nên có người nói, phải tìm cái người mà nói cho nó nghe đó, mình gửi nó. Thậm chí có những người đó thì người ta nghĩ này, con của mình đó, nó khắc với mình, cho nên mình nuôi nó không được. Nuôi nó không được thì sao? Bây giờ nhờ một cái người hàng xóm nào đó đỡ đầu, gọi là nhận con nuôi, thì chính cái người đó nhận làm cha làm mẹ nó đó, thì cái trường hợp này đứa nhỏ này lại khỏe mạnh. Cho nên có nhiều khi mà thầy thấy người nhà quê, nhưng mà người ta rất ý thức cái chỗ này, bảo là đứa trẻ này khó nuôi, tại cái mạng, cái số, cái phước của mình không có con, phải không? Cái này không được. Cho nên lúc bây giờ đó, thiệt là con của mình sanh ra, con mình sanh ra chứ, nhưng mà nó kêu mình bằng mợ, phải không? Không được kêu bằng bố mà nó kêu bằng cậu. Thiệt là cha mẹ ruột đó, nhưng mà kêu cậu mợ chứ không dám kêu bằng bố, không dám kêu bằng mẹ. Hỏi sao vậy? Từ hồi nhỏ khó nuôi cho nên ta cho như vậy đó. Rồi có những người khác đó, người ta bảo là đem bán cho thánh, cho thần, cho Phật, tức là nhờ Phật nuôi, nhờ thánh thần nuôi. Mà Phật nuôi và thánh thần nuôi thì sao? Tại cái mạng nó lớn quá cho nên mình nuôi nó không được. Phải nhờ thánh thần Phật, những người đức lớn mới nuôi được nhé. Tại cái đức mình nhỏ quá, mà cái mạng nó lớn quá cho nên nuôi nó không được. Tại nó nói nó không nghe. Cái người nào nói nó nghe thì bây giờ nhờ người đó nói. Cho nên đây chúng ta thấy rõ. Cái ông Lý Công Quận nuôi từ nhỏ đó. Mà hai ông Vạn Hạnh, tức là thiền sư Vạn Hạnh và thiền sư Lý Khánh Vân, đó là anh em ruột ấy. Nhưng mà thiền sư Vạn Hạnh thì đắc đạo, thiền sư Khánh Vân thì chưa đắc đạo. Tại sao không đắc đạo? Lại ông thiền sư Khánh Vân này là chỉ thích làm những cái chuyện gọi là chuyện từ thiện, biết không? Đây tốt đấy, lo làm việc này, lo làm việc kia, làm phước nhiều hơn. Nhưng mà cái tu là kém, cho nên huệ không sanh, không đắc đạo. Cho nên bây giờ ông nuôi cái ông Lý Công Quẩn. Ông Lý Công Quẩn, ông thương Lý Công Quẩn lắm, nhưng mà dạy nó không được, nó hay làm ngược lại. Lúc bây giờ Vạn Hạnh thiền sư mới nhìn thấy Lý Công Quẩn, biết mạng của Lý Công Quẩn là mạng làm vua, mà thiền sư Khánh Vân thì cái mạng nhỏ, cho nên nó không thể mà độ cái ông này được. Cho nên lúc bây giờ nữa thì Vạn Hạnh nó thôi, huynh dạy nó không được thì để cho nó theo tôi về tôi dạy nó. Cho nên lúc bây giờ ngài Vạn Hạnh mới dắt Lý Công Quẩn đem về chùa Cổ Pháp, thì dạy cho Lý Công Quẩn này sau này ra làm tướng, là lên tới làm vua, là ông vua tốt rồi. Đây chúng ta thấy.
Cho nên cái này cái mạng. Nên thầy nhắc trở lại cho này, có trí tuệ thì giải được hết, còn không có trí tuệ thì cứ kẹt. Cho nên ông Lý Khánh Vân là nuôi ông Lý Công Quẩn này nó là thương, nhưng mà dạy không được, cho nên ông Vạn Hạnh, Lý Vạn Hạnh đem về nuôi nó, thì ông này trở thành ngoan ngoãn và trở thành ra người tốt và người giỏi trong tương lai. Đây là cái việc quan trọng nhất mà tất cả các Phật tử chúng ta nên biết cái chỗ này. Cho nên phương tiện là như thế, phương tiện huệ. Ta nếu có phương tiện huệ, có biết được thì lúc bây giờ mọi việc tháo được hết. Cái người này bây giờ độ được thì mình độ, nhưng mà người này bây giờ chưa độ được thì đợi khi nào độ được nó mình sẽ độ nó, đợi để đó thôi, chứ không có buồn, không có khổ, không có quyết định phải làm được. Nên nhiều khi cái quyết định ta đó là cũng sai lầm. Tại vì cái tinh tấn, mình cố gắng mình siêng, mình cố gắng mình làm để vượt, nhưng mà vượt không được, cái này tự hại mình thôi. Đó là trên cái bước đường tu chúng ta đó, Đức Phật dạy gì? Đầu tiên cái thân chúng ta chưa được an, mà chúng ta muốn làm chuyện này làm chuyện kia, được không? Đương nhiên là không rồi. Ta lo cho mình chưa xong mà nghĩ lo chuyện thiên hạ là chuyện này sai lầm lớn của ta. Cho nên phải lo cho chuyện mình trước, gọi là tự độ trước. Phải được an lạc, phải được giải thoát rồi nữa thì mới nghĩ tới cứu người khác. Ta nói bây giờ chúng ta thấy người khác chết đuối ta thương, nhưng mà ta chưa biết bơi, ta chưa có cách để cứu. Cho nên lúc bây giờ đó, nếu mà ta thương quá đi chứ, nên ta nhào xuống đó ta cứu nó, thì đôi khi đó, nó cũng chết mà ta không chết nữa. Cho nên bây giờ cứu người chết đuối thì làm sao? Cho nên quý vị muốn cứu người chết đuối đó, thì cái trường hợp đó, trước nhất đó, là quý vị phải có cái phương tiện gì trong tay đó, cái phao phải không? Cho nên có cái phao ở trong tay đó, mình ném xuống cho nó thì nó ôm cái phao này, nó có thể nổi lên và kéo nó vô bờ được, nó không chết nữa. Mà bây giờ mình trong tay mình cũng không có phao. Cái thứ hai đó, mình có biết bơi biết lội không? Ta biết bơi biết lội mà biết bơi đó một mình được, nhưng mà cõng một người nữa bơi được không? Ta nói cõng một người nữa bơi chưa được mà mình muốn cứu người nữa thì coi chừng mình chết chìm theo này luôn. Đây là ở trên cái bước đường tu của chúng ta đó. Cho nên là bây giờ Đức Phật mới chia ra cho chúng ta gọi là Tam Thừa Giáo, tức là tất cả mọi người phải lượng sức mình chứ. Ta nói người mà kém nhất á, mà tu hành á, thì thôi mọi việc gác qua bên đó, ta lo phần ta đó. Ta lo ta tu khác. Mà kinh nghiệm thầy thấy cái này rõ đúng không? Mình không độ được mà nghĩ độ người khác thì đây chuyện sai lầm. Cho nên phải lo độ cho mình trước. Cho nên bây giờ mình coi lại mình coi. Cái điều thứ nhất là bây giờ muốn tu hành thì cái điều nhất đòi mình đây là gì? Tức là mình phải có một cái thân khỏe mạnh cái đó. Cho nên ta nói thêm một cái vốn quý giá nhất của con người là sức khỏe. Cho nên sức khỏe là vàng. Nhưng bây giờ đến sức khỏe mình mất rồi, sức khỏe mình hết rồi, thì quý vị làm được cái gì? Cho nên phải lo cái vấn đề sức khỏe trước. Nên trên bước đường tu của thầy đó, là thầy nghĩ cái này đầu tiên, tức là phải lo cho cái sức khỏe của mình là trước đó, cái thân mình trước. Mình biết ốm đau bệnh hoạn thì tu không được rồi. Đấy. Cho nên bây giờ đó, là muốn tu được là khỏe mạnh rồi đó. Tại vì bây giờ nó có khỏe mạnh thì lúc bây giờ đó ta mới đi chùa được, ta mới nhập chúng được, ta mới cùng người tụng niệm lễ bái tham thiền. Còn cái thân thể bệnh hoạn mà vô đây làm gì? Đương nhiên là ta làm theo chúng cũng không được, mà ta lại trở ngại cho người khác. Cho nên trên cái bước đường tu của chúng ta đó, là cái này ta bảo là sức khỏe là tốt nhất.
Nên khi mà thầy sang Nhật học á, học thiền, thì cái vị thiền sư đó mới dắt thầy lên trên núi này, chỉ cho thầy mấy cái mộ mà của mấy chú sa di chết thầy. Mặc dù ngài không nói, ngài chỉ thử coi xem mình biết không. Chỗ này là quan trọng. Ta nên cố gắng. Cố gắng là tốt, nhưng mà cố gắng không đúng chỗ, không đúng lúc thì tự bỏ mạng thôi, thành trên bước đường tu. Ta phải giữ cái mạng sống này để chúng ta còn tu chứ. Đây là trên bước đường tu. Cho nên thầy nói sức khỏe là vàng. Bây giờ đó, Đức Phật còn nói thêm cái nữa đó, là trí tuệ là sự nghiệp của ta. Sức khỏe là vàng rồi mà trí tuệ là sự nghiệp. Ta nói có sức khỏe không mà không có trí tuệ thì không làm được gì hết. Ta nói có sức khỏe rồi, bây giờ ta sử dụng cái sức khỏe đó để phát huy trí tuệ chúng ta, tức là học. Nên đầu tiên là chúng ta phải học, có hiểu biết rồi nữa thì chúng ta mới áp dụng cái học của chúng ta đó mà thực tập trong cuộc sống. Ta nói thực tập trong cuộc sống để đạt được cái kết quả cao, cái điểm này là điểm quan trọng nhất. Cho nên trên cái lộ trình tu của chúng ta, sức khỏe và trí tuệ ban đầu. Thì bây giờ Đức Phật dạy chúng ta, cái người tu hành này đó là cái bước ban đầu thân an lạc. Thân an lạc đó là làm sao để an lạc. Cho nên cái thứ nhất là sức khỏe tốt thì giúp chúng ta an lạc. Còn sức khỏe không có thì cái này chắc chắn là khó ăn. Cái thứ hai, đây là gì? Sức khỏe chúng ta có rồi, nhưng mà bây giờ đó, đem cái thân chúng ta đó đặt vô cái chỗ ăn thì ăn, mà đem cái thân ta trên bước đường tu rồi. Đức Phật dạy các thầy tỳ kheo đó, muốn tu hành thì lúc bây giờ đó phải xuất gia, phải bỏ hết tất cả đi. Tại vì khi mà chúng ta còn kẹt tiền bạc, còn kẹt lợi danh, còn kẹt tất cả những việc khác, thì chính cái chỗ này đó nó ràng buộc chúng ta nữa. Làm sao chúng ta giải thoát được? Cho nên bây giờ xả đi, bỏ đi. Cho nên Đức Phật chúng ta đi tu đó thì ngài cũng là đi xuất gia, có nghĩa là bỏ đi. Cho nên thầy nghiệm lại thì thấy, tại vì mình mà có của cải vật chất, mình có quyền thế, không? Mình có tất cả những cái sở hữu đó, thì cái này là gì? Đó là cái mối tranh chấp của người khác. Đức Phật bảo đó, muốn được giải thoát thì phải đi tu. Ở nhà làm vua thì từ chết tới bị thương thôi, phải không? Mặc dù á, cái ngôi vua thì sẵn ở trong tay ngài rồi đó, mà ngài thấy cái này nguy hiểm. Ngài thấy cái này nguy hiểm chứ, làm vua là chết đây, làm vua là bị người ta chống đối đây. Tại ta giết mình để ta giành cái ngôi vua của mình, người ta chống đối mình là vì quyền lợi của người ta. Cho nên buông cái này hết đi còn khỏi. Đây là trên cái bước đường tu chúng ta nghiệm lại đó, ta thấy cái này đúng. Người chưa tu đó mà họ còn nói được một câu, càng cao danh lợi thì càng dài gian nan, phải không? Thành cái gian nan của mình. Đây là trên cái bước đường tu hành. Cái chỗ này đó chúng ta buông bỏ. Nhưng mà quý vị khi nghe nói như vậy đó, rồi bây giờ mình buông bỏ hết thì phải không? Cái này đúng không? Cái này sai. Tại khi ta buông bỏ đó, thì ta nhớ thêm cái điều đó, Đức Phật biểu chúng ta buông bỏ cái tham vọng. Buông bỏ cái tham vọng, buông bỏ cái ham muốn, buông bỏ cái mà không thực tế này. Đây là điểm quan trọng. Có trí tuệ mới nhận thấy cái đó. Cho nên ta buông bỏ nhưng mà nó không mất, thì cái trường hợp này mới thiệt là của ta. Còn ta cố gắng ta giữ, nhưng mà ta giữ không được, nó mất,
thì cái này là thiệt là không phải của ta, mà chỉ làm cho ta khổ thôi. Nên tất cả mọi người trên cuộc đời này khổ là vì cố giữ cái gì mà không thể giữ được. Cái gì mất thì cứ để cho nó mất, cái gì giữ được thì ta giữ. Cái gì ta giữ được đây? Tại nên các vị nghiệm lại sẽ thấy. Tại nên ngôi vua ta giữ được không? Đây là cái điểm quan trọng nhất, cao nhất trên cuộc đời ta gọi là ngôi vua giữ được. Đương nhiên đó, là có người giữ được mà có người giữ không được. Người nào giữ được á, nó không mất á, thì người đó nên giữ. Còn cái người nào cố giữ nó đó mà làm hại cho nhiều người khác á, thì cái trường hợp này đó, rồi sớm muộn cũng sẽ mất. Đây là trên bước đường thôi. Cho nên cái ngôi vua giữ được này, Đức Phật nói là thánh vương giữ được. Tên là thánh vương giữ được là tại vì ông này là thánh, ông này là mọi người thương kính, ông ngồi chỗ đó được. Tên ông lên ông ngồi chỗ đó là yên hết, không ai chống đối hết. Nên Đức Phật dạy bảo là ông vua đó mà có đức hạnh thì khi mà ông lên thì ông được cái thứ nhất là mưa thuận gió hòa, cái này thiên tai không có. Cái thứ hai là gì? Giặc giả cũng không có. Đây là cái trường hợp mà làm vua như vậy đó, thì trường hợp sống làm vua, chết thì người ta ta xây miếu ta thờ. Còn cái ông vua đó mà vì cái ngôi vua của mình đó, mà hại cho bao nhiêu người khác đó, thì cái này nhiều khi chưa chết mà họ đã hại mình thôi. Rồi đó, chết rồi đó cũng không yên đâu, đào mã lên thôi. Đấy là sự thật. Cho nên hai cái này khác, cái nào giữ được. Thành ra Bồ Tát Phổ Hiền cũng dạy chúng ta đó, cái gì sau khi mạng chung còn đem theo được á, thì cái này ta tích cực làm. Cái gì mà không đem theo được á, của trần gian để lại trần gian thì ta không dạy gì ta giữ. Thầy nói nếu mà giữ không được, cái nào giữ không được, cái này ta sẵn lòng ta buông. Ta buông ta mới được giải thoát. Đây là trên cái bước đường tu chúng ta. Cho nên cái thân được giải thoát chúng ta, thân được giải thoát là cái thứ nhất á, là ta được khỏe mạnh. Cái thứ hai là không ai tranh giành với ta. Thế nên không ai tranh giành với ta, không ai hại ta, thì lúc bây giờ đó ta được yên. Mà bây giờ nó không tranh giành với ta là sao? Tại họ tranh giành với ta, họ không được cái gì hết, cho nên họ không giành nữa. Cho nên lúc bây giờ đó, Đức Phật biểu chúng ta đó, cái chỗ không yên thì nó sẽ không yên. Cho nên tu là phải biết. Cho nên bây giờ đó, nếu mà quý vị đó muốn được yên, nhưng mà ta giao du với các người quyền thế, phải không? Yên không? Cho nên chúng ta giao du với những người, những người làm ăn bất chánh, yên không? Thành ra ta giao du với xã hội đen, ta yên không? Thành ra tất cả những cái này Đức Phật khuyên chúng ta muốn được yên thì đừng nên dính vô cái này. Ta nên dính vô những cái làm ăn bất chánh, dính vô những cái thế lực chính trị, dính vô những cái mà làm ác này nữa thì chắc chắn chúng ta không yên đâu. Ta nên muốn yên thì phải cắt cái này. Mà bây giờ ta muốn yên thì ta cắt cái mà làm hại đây đó, thì ta quan hệ với cái tốt thì ta yên được. Cho nên thực người bạn tốt trên cuộc đời này, những người làm ăn chân chánh trên cuộc đời này, thì cái trường hợp này chắc chắn ta yên. Cao hơn bước nữa đó, ta quan hệ với các vị Bồ Tát, các vị Thánh Hiền, đây là yên này. Cho nên trên bước đường tu chúng ta yên là chỗ này. Cho nên muốn được yên thì đầu tiên là quý vị quan hệ với những người mà tốt ở trên cuộc đời này trước đi, thì chúng ta được yên. Mà khi chúng ta yên rồi, muốn được yên cho đời này và đời sau nữa đó, thì bây giờ chúng ta đi xa hơn bước nữa. Đức Phật dạy chúng ta thường sống trong thiền định. Thường sống trong thiền định tức là tâm chúng ta tập trung lại một chỗ, không nghĩ chuyện này, không nghĩ chuyện kia. Nhờ có cái tâm tập trung này đó,
mà chúng ta mới quan hệ được với các vị Bồ Tát, với các Đức Phật, các vị hiền thánh ở cõi. Tới đây chúng ta mới gọi là tu đó. Còn cái giai đoạn đầu kia đó là chúng ta mới có một cái được yên thôi. Mà được yên rồi đó thì bây giờ đó chúng ta mới bắt đầu đi lên. Đi lên này đó, ta các bậc hiền thánh, ta nhắm tới các vị Bồ Tát, ta quan hệ, ta nhắm tới các Đức Phật đó. Cho nên trong này Đức Phật chỉ dạy một câu đơn giản: cái người này đó là thường thích yên tĩnh, thường thích yên tĩnh. Vì vậy đó mà cái khẩu hiệu ở đây của chúng ta đó là yên lặng, tức là yên lặng. Từ cái chỗ yên lặng này, từ cái chỗ tập trung tư tưởng lại, để chúng ta nghe, ta học, để chúng ta tụng niệm lễ bái, để chúng ta suy nghiệm về những lời dạy sâu xa của Đức Phật mà chúng ta áp dụng trong cuộc sống của mình. Đây là ở trên cái bước đường tu. Cho nên yên lặng là thiện, nhưng mà động là ác. Đây là trên bước đường tu. Bây giờ được cái này rồi đó, cái tâm chúng ta yên lặng, ta không nói, ta không nói, có thể nói ta cách này hay nói ta cách khác nữa. Thì lúc bây giờ để quý vị bắt đầu suy nghiệm về các vị Bồ Tát, rồi suy nghiệm về các Đức Phật. Bây giờ ta đi sâu vào trong thế giới Phật, ta mới thấy chỗ này. Cho nên mới đi qua tới cái phẩm tùng địa dũng xúc, phẩm Như Lai thọ lượng và phẩm phân biệt công đức, ta mới thấy cái xa hơn. Cho nên bây giờ bắt đầu đó, ngồi yên lại, chúng ta suy nghiệm. Thành ra ta suy nghiệm cái gì trước? Đối với thầy đó, thì đầu tiên đó, ta suy nghiệm tới những cái người mà thành đạt ở trên thế gian này, những người mà tu hành có kết quả trên thế gian này, ta thấy. Ta suy nghiệm cái này trước, rồi ta mới đi xa không? Suy nghiệm về những người này. Ta nên sao họ tu có kết quả mà ta tu ta không có kết quả? Chúng ta học, chúng ta hiểu rồi, chúng ta thực hiện. Tại khi thực hiện ta thấy tại ta làm cái này cho nên ta không có kết quả. Cái người đó do cái chỗ này mà họ được kết quả. Tại bây giờ đó, ta đi chùa nhưng mà ta không tập trung. Ta đi chùa nữa mà ta dụm năm dụm ba để ta nói chuyện này chuyện khác, phải không? Tâm chúng ta loạn động, ta phá cái đạo tràng thì làm sao mà Phật hộ niệm ta được. Còn cái ông kia nữa là thường, ta thấy nhìn kỹ rồi nữa, ta thấy ông đi vô chùa, ông công quả một giờ đáng một giờ, một ngày đáng một ngày. Ông làm với tất cả tâm